sao mà coi sổ tuần này con Rờm với thằng ù nó bán hết dữ ta. Ây da, cái này phải coi lại mới được. Đực ơi, Đực, Đực ơi. Dạ. Con ơi, bây giờ tính toán sao má dở quá, con tính toán tổng tượng cho má con sao. Sao mà tuần rồi má thấy con Rờm với thằng ù nó bán hết với con. Con nhớ tính quy hồng nó phải trừ tiền cơm tụi nó nha. Ngày bữa ăn là như là 2,5 buổi á. Ngày má uống cà phê cái đi nè. Mà xong trước khi tính con nói một chuyện với má nè. Con tên Đức má kêu Đực Đực hoài à. Mày là Đực. Con tên Đức. Tòa hồi xưa má nói con á là gì sinh ra khó nuôi, đặt tên nhân gian cho tên Đực cái dễ nuôi. Rồi bây giờ con lớn trà bá vậy nè, tên hay sanh con tên Đức má kêu Đực Đực hoài, mốt kêu nó còn nghỉ chơi với má luôn. Thôi, con trai má lớn cũng đẹp trai rồi. Đức thì Đức, Đực cũng được. Bực mình. Trời. Thôi. Bạn nói má nghe nè má. Con nhận má thiệt luôn. Có cái gì mà tính hoa hồng của người ta, má tính thấp tè tuốt dưới đất gì đó. Còn cái vụ mà tính tiền ăn nè, tiền ở nè, tiền nước, tiền ở cái chòi này nè, má tính cao như khách sạn 5 sao vậy á. Mày vô duyên mày, mày vô duyên mày, mày nói cái đó tao tao bực mình rồi đó. Thôi đi, ở nhà đi, má đi gom hụi, đếm đếm cho má đi, xong má thấy đếm đi đếm lại thiếu một tờ hoài à. Đếm cho má đi, má đi giúp má về. Chào anh Đức. À anh Đức. Tôi tên Đức. Tên Đức. Tôi tên Đức. Đực bị Đức hả hồn? Tôi tên Đức không phải tên Đực. Mệt quá, Đức Đức Đực Đực cái gì không biết nữa. Thiệt khổ ghê. Thôi tính hoa hồng cho tôi đi. Tôi nạp tiền nè ông ơi. Nè nạp tiền nè. Nè, tuần rồi là má tôi nói hai bạn bán ít lắm luôn á. Tại gì? Gì? Biết sao không? Tại tôi với thằng ngù á, mất đi xạ thuê cho má Nam. Trời đất ơi, bán vé số tiền hoa hồng ngon chết luôn, không chịu bán, đi xạ thuê chứ cực vậy. Thôi, kiếm tiền đi rồi làm cơm ăn khỏi đói bụng quá. Từ từ. Mày nè, hai người làm gì đi đâu xả cho má Năm làm gì? Trời ơi, mày không có biết nghe. Bây giờ qua xả cho má Năm á là chủ yếu á, không phải là gì tiền nhiều phải không, mà là chủ yếu là mình học cái bí quyết mà ngâm cái giống á cho mầm lúa nó khỏe, hiểu không? Trời ơi. Bài đặt đi làm tình báo hả? Trời. Gì vậy trời? Thôi. Tôi với ù đi làm điệp viên nó giấm không chưa? Trời đất ơi, điệp viên tình báo hả? Ừ. Nè, đơn thế giản thôi, bây giờ muốn cho cái mầm khỏe đúng không? Đơn giản quá, mình xử lý bằng nước dung dịch muối với độ nồng độ là 15% đúng không? Để mình loại bỏ một số hạt lửng. Sau đó mình ngâm với nước ấm tỷ lệ là 3 nóng 2 lạnh để mình loại bỏ một số cái mầm bệnh có trên hạt giống. Trời, lúc đó là cái mầm khỏe ru luôn, đừng nói cần chi đi học bí quyết gì. Ông tù lao ông ít ngồi để giết ông ơi. Trời. Giờ người ta xử lý mầm bệnh bằng hóa học rồi ông ơi. Trời. Hiểu không? Người ta xài á là xử lý mầm bệnh à, thiệt không đó. Bay từng rồi bán ít nha. À bây giờ nói cái vụ xử lý giống biết phải không? Nói cho dì biết, nói cho dì biết đi. Má, không mấy con nói má nghe nè. Bây giờ má mà miễn phí thì ngồi xuống đi. Ở cho anh Đù đi. Anh Đù chỉ bí quyết cho má. Dạ, trời ơi, câu này hay nhất luôn á kìa. Kìa, nó đúng rồi đó bà chủ. Anh Đực anh nói đúng á chú. Ăn hiếp má hả? Có đâu. Thì thôi giờ má ngồi nói chuyện với hai bạn đi. Con vô á, con lấy cơm với cho hai bạn ăn. Má. Thôi được rồi, con tính đi. Hai nó mà nói hay á, mình học được bí quyết này á, mình miễn cho nó từng ăn thiếu quá dữ luôn. Ủa bà chủ má khi mà anh ù nói xong má hay quên lắm á, lấy điện thoại ghi âm lại nha má. Ù con nói đi ù, nói cái vụ mà gì đó rồi nói đi chính nghe nè. Trời ơi nè, con nói bà chủ nghe, ví dụ như là mình xử lý hạt giống á, là bây giờ á là nói chung là mình muốn mà cái hạt giống á, mà sau này á là nó không, nó trừ được mà kiểu như là phòng được bọ trĩ nè, mũi hành nè, giai đoạn mạ nè, đúng không? Thì mình phải sử dụng cái gì Admitox 600 SC, đúng không? Giống mình được là ngâm ủ bình thường, đúng không? Khi mà giống mà nó lên mọng chuẩn bị xạ đó, thì mình sử dụng là 40 cc cộng với 2 lít nước là mình tưới đều cho 100 kg giống. Đúng rồi, xử lý hạt giống đi trừ bệnh lúa giòn hay còn gọi là lúa đực á, vì nó không cho bông đó. Một số nấm bệnh khác có ký sinh trên hạt giống thì sử dụng sản phẩm polyanon 250 oc, giống cũng được ngâm ủ bình thường nè, khi lên mọng chuẩn bị xạ thì sử dụng 120 cc cộng với lại 10 lít nước, phun cho 100 kg hạt giống trộn đều rồi đem đi xạ. Giữ bài hai tụi bay dở hẹt. Hả? Tụi bay mà muốn cái mầm của cái hạt lúa nó mập như thằng ù này nè. Dùng Axonic
ha, chỉ cần 10 mi thôi, pha 2 lít nước phun cho 100 kg giống trước khi mà xử lý cái sau khi mà xử lý sâu bệnh xong đó. Hãy sử dụng phân hữu cơ, hãy sử dụng phân hữu cơ. Mày đàng hoàng coi mày làm gì vậy? Mày không hay. Quảng cáo mượn. Quảng cáo ai mượn? Ừ. Nói gì đâu mà hay. Đúng rồi, bây giờ mình phải sử dụng phân bón hữu cơ cao cấp có tên là Genki 150 kg. Khi trang bằng đất đi gieo xạ, khi sử dụng phân này bà con chà, sẽ được miếng mày. Đặc biệt khi sử dụng phân này bà con sẽ được giảm 20% lượng phân đạm mà bà con bón thông thường cho cả vụ luôn. Giữ tà nhỏ này. Chưa, giữ bày. Đàn ông. Chinh. Bà Chinh, má Năm á cũng xài cái loại này luôn nha. Ừ. Ôi, phân Genki có hàm lượng hữu cơ 50% luôn. Trong cái phân hữu cơ này nó có thêm thành phần gì ta? Lân nè 2% nè, kali hữu hiệu 2% nè, canxi 1% nè, còn cái gì ta? Cái gì? Silic 2%. Đúng rồi, silic 2%. Tụi bay biết giữ dụng phân này để làm gì không? Để cho đất nó thông thoáng này nha. Tại vì cái phân này nó được ủ mà cho nó hoại hoàn toàn hết đó. Rồi trong nhiệt độ là 60 đến 80 này nha, diệt hết trơn mầm bệnh luôn đó. Mà bón cái này vô nha là tăng cái độ pH lên nè, ngăn ngừa được ngộ độc hữu cơ luôn đó. Mày kể là bà chủ biết hết trơn mày. Trời ơi, mày vô mày. Ôi, mày thật, mày thật. Mày chạy, chạy, chạy. Mấy năm ngồi bình tĩnh, mấy năm ngồi. Trời ơi, mấy năm. Không phải gì đâu má Năm. Thằng Đực nhà của tôi á, nó là đang học trung cấp nông nghiệp mà đâu phải giỡn, nó biết hết trơn à. Dạ đúng rồi đó má. Con. Dạ ôi đây nè. Đi đâu? Má Năm nghe hết rồi, đi ra. Má. Bạn hả? Ăn cơm chưa cho tôi? Dạ, nói mày giỡn quanh kia đi con. Đó. Dạ hả? Má Năm vô ra kìa. Dạ hả? Má Năm biết sao không? Con á sắp sửa là một kỹ sư tương lai, cho nên mấy việc này là con biết hết trơn á. Chẳng qua là con chỉ muốn cho má con nè, cho hai bạn này ăn cơm miễn phí thôi à. Bởi vì cái thằng này thằng khốn nạn, tối ngày mày theo người ta, mày hại má mày trong việc làm ăn của má mày không à. Chơi vậy thôi chứ chồng sớm với nhau mà mình biết được nào hay mình nè. Phải dạ. Nói với nhau nghe chứ. Má Năm dễ thương quá, làm nãy giờ tụi con sợ má Năm chửi mình chết luôn vậy đó. Cảm ơn má Năm. Vậy rồi còn mấy sào đất của má chừng nào qua xài tiếp đây. Còn mấy chờ mới làm mua một con. Mua con ơi, con ăn trả kiếu cơ. Nhỏ mày ghê quá. Muốn làm cho mấy Năm mà bán mang số mày gớm. Con có bán nào được rồi. Mấy Năm sẵn mua cho nó mua con luôn. Mày á. Thôi, con lấy cái sắp đó cho mấy Năm mua luôn con. Dạ má. Đây nữa nè. Đây mấy Năm, em muốn còn này Năm mua luôn đó. Còn hai thằng bay á. Thôi bà chủ đại lý đi. Mấy Năm không đủ tiền mua. Mấy Năm mua mấy vé này thôi à. Mà đúng tiền mua. Con 3 tờ mấy Năm. 3 tờ. Rồi tới mình mua được có 1.5 tờ. Nè, hai đứa tụi bay á, từ đây về sau á, qua xạ nè, rồi tôi bón phân rồi cho mấy cái mẫu của nhiều đi rồi miễn phí. Má gì trả lương người ta luôn á. Ôi mày nữa, tối nay nó đi mất. Em tôi đây đẹp trai.